Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Bốn Bánh Kinh Môn. Vâng, và ngày hôm nay thì bên Bốn Bánh Kinh Môn lại tiếp tục lên sóng báo giá những mẫu SUV 7 chỗ máy dầu được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc để cho mọi người tham khảo lấy xe đi chơi Tết nhé. Có những chiếc xe là số sàn, có những chiếc xe là số tự động, và hai chiếc Hyundai Santa Vega thì là số tự động mà quan nhé. Còn đâu chiếc Kia Carens này thì là số sàn. Đó. Một trong những mẫu SUV gầm cao đi rất là rộng rãi và chở được rất là nhiều người, rất là phù hợp với những gia đình có đông thành viên. Và những dòng xe máy dầu đến từ Hàn Quốc này thì bà con là yên tâm về độ bền bỉ, chất lượng cũng như độ tiêu hao nhiên liệu nhá, nó chạy rất là kinh tế. Dầu ăn cũng chỉ tầm khoảng loanh quanh tầm khoảng 7 lít thôi trên 100 km thôi, nên là rất là kinh tế bà con nhé. Tính là xăng thì cũng chỉ ăn mới ngang với lại hãng xe Kia Morning thôi, chỉ tầm gần 6 lít thôi. 7 lít dầu thì chỉ bằng tầm khoảng gần 6 lít xăng thôi. Đó, nên là rất là tiết kiệm mọi người nhé. Mà chúng ta đã được sở hữu 7 chỗ gầm cao, đi được trên mọi địa hình, nèo đồi núi dốc rất là khỏe luôn mà con nhé. Trước đầu tiên em xin giới thiệu cho mọi người, đó là chiếc Hyundai Santa Vega màu đen, sản xuất năm 2003 và đăng ký về Việt Nam lần đầu là 2008. Sở hữu động cơ máy là 2.0 phiên bản máy dầu số tự động. Đây, mọi người có thể quan sát phần ngoại thất của xe nhé. Sơn xi còn rất là long lanh, rất là cứng cáp luôn nhé. Dòng này thì dòng nhập khẩu này thì tôn vỏ sắt xi gầm bệ rất là dày dặn và chắc chắn nhé. Và độ bền bỉ của nó rất là cao. Đây bà con có thể quan sát này, giá để đồ đầy đủ nhé. Mọi người đi xa hay đi chơi Tết hay đi phượt thì để đồ đạc rất là thoải mái luôn này. Đây, na răng đúc 5 chấu đây, phanh ABS 4 bánh nhé. Cửa sổ lốc điều hòa auto, hai túi khí an toàn. Dàn lốp khe rãnh rất là dày, và khám phí này thì đến tháng 2 năm 2021 nhé. Đây dàn lốp bà con này, bác chủ mới thay xong, còn rất là dày luôn. Đây khám phí đây, sơn xi đây, còn rất là đẹp luôn nhé. Và phần nội thất của xe thì là ghế da là được phối là màu xám này. Đó, rất là sạch đẹp luôn. Chế độ sấy ghế này, củ số đây, điều hòa auto, màn hình này, khóa khiển đầy đủ nhá. Chiếc xe này thì là bàn đủ. Đó, bàn đủ thì được trang bị là hai túi khí an toàn. Đó, bàn thiếu thì chỉ có một túi khí thôi bà con nhá. Đây vô lăng 3 chấu đây, trần nỉ nguyên bản này, rất là sạch sẽ luôn nhá. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 225 triệu. Chỉ với 225 triệu thôi là cô bác và anh chị đã sở hữu được một mẫu SUV 7 chỗ máy dầu được nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Rất là lồi đồng cối đá bà con nhé. Nó chạy thì rất là kinh tế luôn. Riêng những chiếc xe nhập khẩu này chúng ta có thể chạy từ Bắc vào Nam được. Rất là nành xe. Đây hàng ghế thứ hai đây rất là rộng rãi mọi người này. Ngồi rất là cao ráo rộng rãi nhé. Đi được nhiều người, chở nhiều người. Đây bật lên xuống được, bác chủ ốp viền chrome đây, chống chảy xước đây, rất là thẩm mỹ luôn. Chân nỉ rất là sạch sẽ luôn nhá. Chỉ với 225 triệu đồng thôi, và bên em thì có hỗ trợ mua bán vận chuyển toàn quốc. Nếu bà con nào ở xa mà không có điều kiện trực tiếp để đến xem xe, mà xem video em quay chi tiết mà thiện chí xe thì vui lòng liên hệ em nhé. Cọc trước cho em 30 triệu đồng em sẽ gửi xe lồng vào cho bà con. Và xe lồng bên em thì đi dọc tuyến quốc lộ 1, nên bà con có thể nhận xe tại dọc tuyến quốc lộ 1 nhé. Còn bên em thì mua bán vận chuyển vào trong hai khu vực miền Nam và miền Trung thì rất là nhiều. Nên uy tín chất lượng đặt lên hàng đầu rồi, nên là bà con yên tâm là khi đến với bên em nhé. Đó, đây là hàng ghế thứ ba của xe. Chúng ta đi không đi đến 7 người thì chúng ta có thể lật lại để làm cốp thì rất là rộng rãi, để đồ đạc thì rất là thoải mái luôn nhé. Nó chỉ với 225 triệu đồng thôi. Ở chiếc xe này thì bên em đã cho rút hồ sơ rồi, hồ sơ đã đút cốp rồi, nên bà con lấy xe về chỉ việc sang tên và đi thôi. Đó. Chỉ với 225 triệu đồng luôn là bà con đã sở hữu chiếc xe này rồi nhá. Chiếc tiếp theo nữa em xin giới thiệu cho mọi người tham khảo thêm một chiếc xe Gol nữa. Chiếc xe này thì cũng được sản xuất năm 2003, tổng thành xe là màu bạc, mang biển kiểm soát là 26A06096 nhá. Nên mọi người có thể quan sát phần ngoại thất của xe này, sơn xi còn rất là long lanh luôn này. Một chiếc xe này thì la răng đúc thì là 3 chấu nhá, phanh đĩa đây,
dàn núp khe rãnh thì bà con này. Đây là núp đây, khe rãnh nhé. Khám phí em này thì đến tháng 3 năm 2021 nhé. Đó. Đây, nội thất của xe đây, tắp ly này mọi người này, ghế da là cũng phối là màu xám nhé. Đây củ số đây, màn hình này mọi người này, tắp lô đây. Và với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 220 triệu nhé. Chỉ với 220 triệu thôi là cô bác anh chị đã sở hữu mẫu xe này rồi. Và chiếc xe Santa Fe Gold thì hiện tại thì em đang về một chiếc 203 nữa, cũng là màu bạc nữa bà con nhé. Nhưng mà chưa kịp cập bến ở tại cửa hàng nên là em chưa có quay được. Đó, nên là bà con đang muốn lựa chọn dòng Hyundai Santa Fe Gold này để đi chơi Tết thì chúng ta xuống theo địa chỉ thôn Kim Nôi, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Đó, nên là bên em là rất là nhiều Santa Fe Gold, nên là mọi người tha hồ lựa chọn nhé. Hàng ghế thứ hai đây, rất là đẹp luôn nhá. Chỉ với 220 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu chiếc xe này rồi. Bà con mà quan tâm đến chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em theo số điện thoại 0354152888 nhé. Và chiếc cuối cùng em xin giới thiệu cho mọi người đó là chiếc Kia Carrera được sản xuất năm 2008, sở hữu động cơ máy là 2.0 phiên bản là số sàn máy dầu. Đó, tổng thành xe là cũng là màu bạc mọi người nhé. Đây nội thất đây, khám phí này thì đến tháng 1 năm 2021, ghế da được phối với hai màu này, rất là sạch sẽ bà con nhé. Củ số đây, màn hình này, táp đô đây. Và chiếc xe này thì là em cam kết là xe tư nhân sử dụng nhé, không taxi dịch vụ, nên bà con yên tâm về chất lượng của xe. Vô lăng 4 chấu này, được tích hợp các phím này, túi khí an toàn, phanh ABS đầy đủ, cửa sổ lóc này, trần thì đã được bọc ni lông đây. Mà với chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 282 triệu nhé. Chỉ với 282 triệu thôi là mọi người đã sở hữu em nó rồi. Thiết kế chiếc xe này thì là vùng điều hòa thứ hai là ở chỗ hộp tì tay rồi con này. Đây, ngồi cũng rất là rộng rãi thôi nhá. Ghế da đây, rất là sạch đẹp. Đó, giá để đồ đầy đủ. Và những chiếc xe này thì bên em đã có video quay chi tiết từng chiếc xe một rồi. Nhưng bà con mà ưng chiếc xe nào thì liên hệ em để em sẽ gửi video quay chi tiết từng chiếc xe một cho bà con tham khảo nhé. Nay em chỉ báo giá cho bà con nắm được giá cả tham khảo xe thôi. Đó, chỉ với 282 triệu đồng thôi là bà con đã sở hữu cái nó rồi. Thì mọi người mà quan tâm đến chiếc xe nào thì vui lòng liên hệ em nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video của em. Mọi người yêu quý kênh thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh và một lượt chia sẻ video giúp em. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.